thuốc nữa là mình hết Covid thì có nghe. À, nó ngồi kiểu này nè. Chứ bây giờ mình cứ tưởng tượng à, mà còn Covid mà thôi á. Cho nên ở Mỹ mình có nhiều phước lắm. Trở về phước báo, giàu cho cả thế giới này là cùng một chuyến thuyền. Mỹ nó có đại nạn, nó có xăng lên 7 đồng, 8 đồng, 9 đồng ga lon. Việt Nam mình là hết xăng đúng không? Việt Nam khổ, những quốc gia khác khổ 10. Tất cả những thế giới đều khổ chung lên hết. Nhưng mà ở Mỹ này á, nó vẫn còn cái hoài thế của nó. Nó cũng khổ hơn có 3-4 thời, nó cũng hơn nhiều quốc gia. Nên cuối cùng Mỹ vẫn là đàn anh sau khi đại tam thế chiến. Sau khi mà thời lập đời mà thượng quân á, đời hoàng kim á, là nước Mỹ vẫn là nước để giúp nước Việt Nam làm cường quốc. Bây giờ nước Việt Nam muốn cường quốc hay không rất là dễ, không gì khó hết. Tất cả các lãnh đạo Việt Nam làm cho Mỹ có lòng tin đi. Mỹ mà có lòng tin á, nó chỉ cần đưa vô một đống công ty đi từ bên Tàu vô bên Nhật thôi. Mà thôi là mình ê chề liền, ăn không hết luôn á. Đô la không có kịp mà bỏ vào túi, rất như mưa vậy.